Hôm nay có một chiếc nữa của Citizen cũng là hàng trưng bày mất hộp. À trưng bày, chiếc này có về được cả hộp các bạn. Đây có về được cái hộp đi kèm này. Trước có một chiếc thì nó mất hộp, chiếc này thì còn book các bạn nhé. NB 1045 gạch ngang 16W 82.500 yên là giá của chiếc này. Khoảng 16 triệu. Đây thì em săn được một chiếc hàng trưng bày thanh lý. Mặt màu nâu, trải tia rất đẹp. Dây da. Chiếc này có size mặt đường kính ở đây là size khoảng 41,5. Dày 11,5 và lắc tù lắc em đo được là 47,4. Nó hợp với anh em tay vừa và tay to, từ 16 trở lên là đeo thoải mái đẹp chiếc này. Mặt màu nâu và vân trải tia. Kim cọc mạ PVD màu vàng hồng. Đó. Chiếc này của chúng ta thì không có dạ quang, ba kim một lịch, cơ tự động và made in Japan với tên bộ máy 9011 các bạn nhé. Chiếc này dùng máy 9011. Đó. Mặt kính sapphire, chiếc này là kính sapphire nguyên khối và chúng ta sẽ còn núm chỉnh giờ bên góc 3 giờ thì nó sẽ không có logo. Ở mặt sau đây các bác sẽ có các cái thông số cơ bản này, thân thép không gỉ này. Chống nước của chiếc này là 100 mét nước. Made in Japan. Kính sapphire máy 9011. Với caliber 9011 thì các bác ở đây sẽ có được là 24 chân kính này, 28.800 tờ rua động. Và chiếc này của em nó là 42 giờ tích cót tối đa. Có đầy đủ tất cả các chức năng dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ và có hỗ trợ quạt tay. Đi kèm nó sẽ là một bộ dây da và khóa cánh bướm chống gãy dây có logo của Citizen. Em sẽ lên thử chiếc tay 17 chiếc này. Như chiếc Citizen này thì các bác nên có cổ tay từ 16 trở lên là đeo sẽ đẹp. Như cổ tay em nó là tay 17 các bạn nhé. Đó. Rất đẹp, màu nâu dây da. Chống nước 100 m, máy chạy 28.800 tần số dao động. Có cót tay và có dừng kim dây và chiếc này hàng trưng bày thanh lý 6750. Giá là 6 triệu 750 nghìn, mã 6679. 6 triệu 750 nghìn cho chiếc này.